Xin chào tất cả mọi người đang xem video của Dũng Ổn Áp. Hôm em quay video clip lắp xong cái máy biến áp cách ly. Lắp xong mấy ngày rồi thì hôm nay em quay giới thiệu với mọi người. Cấu hình của nó là 3 kVA. Con này hiện tại em báo giá luôn, em được bán giá là 9.900.000. Bảo hành 6 tháng. Bảo hành tất cả các linh kiện bên trong và không bảo hành vỏ nhôm. Em xin báo giá, em nhắc lại là em bán với giá là 9.900.000. Giao hàng toàn quốc cho anh em chơi audio. Con này thì cấu hình cực khủng, lọc Mỹ theo UPS, lọc 2 tầng, mạch khởi động mềm. Đây, bật tắt mạch khởi động mềm, khởi động rất nhẹ nhàng, tình cảm. Ổ cắm của Mỹ và Mexico, ổ cắm tiêu chuẩn Nhật và Mỹ luôn. Biến áp xuyến quấn 100% dây đồng, có màn chắn nhựa giữa sơ cấp và thứ cấp. Vỏ nhôm phay mặt trước này dày 8mm, mặt sau dày 4mm và hai bên hông và dưới đít dày 3mm. Thì điện áp đầu vào của nó thì như hôm trước em đã quay video em giới thiệu vỏ và các cái linh kiện rồi, thì hôm nay em quay tổng thể khi em lắp xong. Điện áp đầu vào là từ 220V. Điện áp đầu ra của nó là 100V, 120V và 220V. Công suất là 3000 VA. Các ổ cắm em bố trí in ấn rất là đẹp. Ổ 100V thì có 2 ổ này, 4 phích cắm này, 1, 2, 3, 4 này. 120V thì em để 1 ổ thôi, 2 phích cắm. Ổ đường 220V thì là cũng thế, 1, 2, 3, 4, 4 phích cắm, 2 ổ. Đánh dấu riêng từng in laser từng khung một để cho mọi người dùng cho dễ, không bị cắm nhầm. 100V, 120V và 220V từng khuôn một. Công tắc đuôi nguồn lại tốt, công tắc của Mexico đuôi nguồn Frotec lại tốt. Đồng hồ báo dòng báo A riêng biệt để cho mọi người biết cái công suất tải của mình đang sử dụng là bao nhiêu A trên bộ dàn của mình. Tất cả tiếp địa đều được đi rất là tỉ mỉ, chi tiết. Và cách ly chống giật, em xài không giật nha mọi người nhé. Thoải mái đấy. Mạch lọc này. Con lọc này lọc 2 tầng. 2 tầng lọc. Linh kiện của nó rất là tốt luôn. Quay video giới thiệu mọi người đây. Biến áp thì là chỉ là biến áp thôi chứ không phải là biến áp và ổn áp được nha mọi người nha. Giả sử khi bị áp mình có giảm này thì nó cũng giảm theo này, tăng là nó tăng theo. Chứ một số anh em thì nhiều khi hiểu nhầm là biến áp nó có thể ổn áp được điện áp. Biến áp chỉ là cách ly chống giật khử nhiễu thôi chứ không thể ổn áp điện được. Mọi người muốn điện áp nó ổn định thì phải lắp con ổn áp tăng trước cần biến áp này, thì điện áp dao động nha, còn ổn áp ổn định điện áp, xong nó mới qua cái biến áp này thì mới ổn định điện áp cho mình được. Chứ biến áp thì không thể là ổn áp được. Biến áp chỉ là một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp quấn tách biệt và lấy các điểm điện áp ra mong muốn trên cùng một cuộn dây. Có điều là nó sẽ cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp nó quấn tách biệt hoàn toàn, không chung trên một điểm dây. Đây. Lõi nó được đổ keo chắc chắn rồi. Cái này không phải là cuộn băng dính đen đâu mọi người nhé. Cái này là một cái màng kính trắng, nó là màu đen. Còn lại là chuyên dùng để quấn biến áp. Trên một số hãng biến áp đắt tiền mọi người nhìn có thể thấy nó đều quấn đen hết như này. Thì em đặt quấn. Nhà máy quấn. Thì em quay video giới thiệu mọi người thế thôi. Con này nó nặng 28 cân. Cũng không nhẹ đâu. Bê cong lưng đấy. 28 kg. Anh em nào mua hàng thì liên hệ em số điện thoại 0984488558 và số điện thoại em có để ở dưới chân trang cũng như ở góc trái góc phải màn hình, có thể kết bạn Zalo em theo số điện thoại đấy. Em bán giá 9.900.000 mọi người nha, bảo hành 6 tháng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Anh em thấy video hay bổ ích thì hãy cho em một like và đăng ký kênh của em để nhận được nhiều video tốt hơn.
Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.